em sống trong cái môi trường này chỉ biết hòa mình vào thiên nhiên thôi. Thì thường ông bà sẽ không có chia sẻ những cái gì mà cả vấn đề tâm sinh lý hay là vấn đề mà những người mà cô gái trưởng thành sẽ bước vào giai đoạn gì đó, không bao giờ kể và cho rằng những cái chuyện đó rất là kỳ, nhưng mà không thể hỏi ai được và mọi người không ai nói luôn. Có quan sát, có thấy hen có thay đổi, nhưng mà cả mẹ em hay là chị em là một người đã từng trải qua cũng không có nói em. Kiểu như là mình sợ hãi nên là em đi ra ngoài vườn em ngồi nửa buổi vẫn còn và nó hành 3-4 ngày cho bắt đầu ngày nào cũng khóc hết. Nói là lâu lắm rồi anh mới lên Buôn Ma Thuột á. Em đi lên tới đây rồi, không khí trên đây, con người trên đây, đồ ăn trên đây làm cho em rất là yêu thích, cho nên em muốn nói chuyện. Nghe nè, em yêu thích thiệt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc. Hôm nay anh theo em lên đây thì em phải có nhiệm vụ là em đưa anh đến nhà một cái nhân vật nào đó. Thì dĩ nhiên rồi. Đúng không? Quý vị ơi, hôm nay chúng tôi sẽ đi gõ cửa nhà của Hờ Hen nha. Đi đâu nào? Nôn nao quá, thôi đi trước. Hút rồi Thắng ơi. Rồi, cảm ơn Thắng nha, thôi đi xuống. Cảm ơn Thắng nha. Rồi, yeah. Bin là nãy em đứng em chào giờ nè, cái cảm giác của em đã lắm Bin. Đã lắm, ngày xưa Hờ Hen lúc mà đăng quang xong Hờ Hen về buôn làng mà ngồi trên xem máy cài vậy nè. Tưởng tượng ra cái cảm giác đó. Ủa nhưng mà giờ tới đây em cũng không biết ở đâu. Hờ Hen đâu? Em cũng không biết nữa, bây giờ mình nhắm chân mình đi. Rồi, hướng nào giờ? Mình thấy cái đường nào mà có cái mùi của hoa hậu. Hả? Chắc là nhà Hờ Hen đây nè. Để hỏi nghe nè, hỏi thăm nghe. Chị ơi, đây phải nhà hoa hậu Hờ Hen không? Dạ này hả? Rồi. Dạ, cảm ơn cả nhà. Trời ơi, không có phải rồi anh ơi. Đóng cửa lại cho người ta vậy chứ. Giờ... Nhà bên này, nhà bên này. Tới chưa vậy? Bên đây nè. Mới nói cái gì vậy? Dạ nãy bị té, con hỏi là chú có khỏe không? Mới sưng mặt cái gì vậy? Dạ chú. Tôi đổ đường lên đây để tôi gặp em, mà em kêu tôi bằng chú. Tôi đi về. Thôi. Đi về. Không có kêu bằng chú hay chưa? Mặt anh. Hay là thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, anh Quốc Thuận gửi tặng em một bình bông khô, nó đẹp giống như em vậy đó. Dạ, một nét đẹp trường tồn theo thời gian. Không có chú nữa, kêu chú đi về đó. Quên. Anh Quốc Thuận. Bây giờ mình sẽ tặng cho Hờ Hen một câu nha. Tâm hồn em tái tê bên đời, gặp những người nổi tiếng trước giờ gặp trên TV, gặp Hờ Hen hoa hậu, gặp hơn cả Sơn Tùng MTV. Alo. Yo. Trước khi mà tới nhà của bé Hen nha, anh cứ suy nghĩ là anh sẽ được tới một cái ngôi nhà mà nó là một cái nhà sàn. Nói chung đây là nhà mới mà em xây cho ba mẹ. À. Cái nhà mà em đầu tư rất là nhiều tâm huyết. Nhưng mà cuối cùng ba mẹ lại không ở đây. Ôi trời ơi, ủa gì kỳ vậy? Cái này là nền móng cũ của nhà ba mẹ xây. Đây là bộ sưu tập giải thưởng của cô gái Hờ Hen. Đây là lúc mà cô ấy tỏa sáng trên lễ đài sắc đẹp. Đẹp ngang ngửa tôi luôn. Em đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ đây. Có mấy cái tấm hình nhiều ở đây em cho anh chị. Anh ơi, được. Đừng. Tôi không biết gì hết nha, ổng phá rồi. Tôi chưa có làm gì hết nghe. Dạ đây là một cái tấm hình nhiều hoạt động của em ạ. Ủa cái này là hình ảnh em á luôn. Tức là những cái tất cả những cái hình của em luôn ghép lại theo cái bộ đồ của em rồi mới đăng quang. Dạ bây giờ mình qua nhà sàn đi, mình sẽ qua bên này ạ. Đây là cầu treo của nhà, rất là cực kỳ gia đình luôn. Chào cô chú. Con chào cô chú. Chào. Chào rất cao đợ dòng này hả đợ mai ờ dòng Quốc Thuận này mày Ngọc Lan. Mẹ thì không có biết nói tiếng Việt. Ồ vậy hả? Không có hiểu luôn. Nhưng mà chú thì biết nói tiếng Việt không? Dạ. Ít. Thôi bây giờ chào một câu khán giả mà bằng tiếng ED. Là chắc nát chú sẽ quay thăm phương sang Mị Ma Hen tonight. Hen tonight là gì? Nhà gia đình của Hen. À.
Ờ, Hen ơi, có phải đây là trâu gác bếp không? Dạ, mình có cái con nhỏ hơn ạ. Bê gác bếp. Heo gác bếp. Dạ, heo gác bếp. Yeah. Ủa, cái thịt này mình làm bao lâu mới ăn được? Dạ, mẹ bảo là chắc khoảng một tuần ạ. Cả phơi nắng, cả hun khói luôn để cái thịt nó mềm. Nếu mà hun khói không á, nó sẽ bị hơi bị đen, nó hơi bị khô. Còn nếu mà phơi nắng không á, nó khô cứng luôn. Nên là phải vừa phải phơi nắng mà vừa phải hun khói. Mời anh chị ra bên đây. Đảo à. Cái này là em mới thiết kế sau đúng không? Hay là trước đây đã có rồi? Dạ không, đẹp. Nhà ngày xưa của em chỉ dừng lại ở khúc này này thôi chị. Sau khi làm hoa hậu xong em mới mua cái nhạc cụ hoa hậu xong dài ra. Còn đây là cái trống đúng không? Dạ vâng ạ, cái trống ạ. Cái trống này chắc chắn là lớn tuổi nghe em rồi nè. Dạ. Để anh thử được không? Dạ được ạ. Nó có tiếng đệm á hả? Nè dạ. Cái này nè em. Nhưng mà do là cái cách đánh của nó phải hợp với cồng chiêng á. Nên là anh Quốc Thuận đánh kiểu cái tiếng chưa đã. Dạ chưa đã. Đâu em thử biểu diễn thôi. Ba làm, ba đánh theo tiếng cồng chiêng đi ba. Đó mình dạ. Dừng á, mình dừng nè. Để dừng hết luôn. Em mời anh chị ngồi uống nước. Em mời anh chị dùng trà nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ, con mời cô chú. Mời cô chú. Hen ơi, vậy thì dạ. Bây giờ là ở đây là mình có hai cái nhà, một cái là nhà tường em mới xây rất đẹp và một cái là nhà sàn của ngày xưa. Thì mỗi lần em về là em ngủ ở đâu? Dạ, mỗi lần em về là em vẫn ngủ nhà sàn. Em sẽ trải một cái tấm đệm xong rồi mẹ sẽ bắt mùng cho em ngủ ở đây. Vui vui thì đỡ sợ ma hơn thì ra bên này. À. Nhưng mà thường sẽ ngủ gần ba mẹ hơn. Ủa cái gì? Em mà cũng sợ ma nữa hả? Mà hồi nhỏ là em có hay sợ những cái điều đó không? Dạ có. Có cái sự cố nào chưa? Dạ có một lần. Dạ. Lúc đó là em với ông của em đi xem phim ở nhà ở trên xóm kia kìa. Xong đi qua cái chỗ gần ở đây nè, hồi trước có một cây me rất to ở đây luôn. Mà cái cây me đó bây giờ chặt rồi. Thì có người có bia đất, em nghĩ nha. Ví dụ như là bia đất một cái cục sỏi thì đáng lẽ là nó phải là nó lăn cái cục sỏi đó. À đây thì không, nó rớt xuống đất là nó bung ra. Ông bảo là cái đó là thường người ta hù mấy đứa con nít mà sợ á. Xong từ đó là không có dám đi ban đêm. Có bao giờ đang ngủ ở nhà mà chó cậy cửa rồi sợ quá rồi tung mùng chạy không? Dạ chưa ạ, ráng ngủ. Ráng kiểu như trấn an bản thân, ôm gối rồi chùm mền nhắm mắt lại. Rồi ráng ngủ, ngủ quên lúc nào không ai. Trời bất ngờ ghê luôn á. Mình nhìn một cô gái mạnh mẽ như thế này. Ai dè, cô ấy chỉ sợ duy nhất một con thôi, đó là con mèo. Hồi nãy á chú, con nghe Hờ Hen nói là cất một cái nhà bên đó để cho cha mẹ ở. Mà không hiểu tại sao cha mẹ lại không ở, mà lại ở bên này không. Thì nó quen ở nhà sàn rồi. Mẹ thì sao? Sì, nè mẹ già mà tục sàn còn ngại cơ ngọn. Dù cũng mà tốt ô, với cái này gọi sẽ già mơ. Lùi mặt làm, hồi mơ, sàn. Màu mà hư để mình lấy mà vậy. Lùi gọi sẽ già mơ, mình chắc lấy màu màu như vậy tốt. Dạ, mẹ thì bảo là để bếp ở đây, nồi niêng xong chảo ở đây. Để không có ai trông thì cũng buồn. Nên là mẹ muốn ngủ ở đây nhiều hơn để sáng dậy sớm còn nấu ăn nữa. Cái em nói là ủa đâu có vàng bạc gì, châu báu gì đâu mà sợ mất. Trời ơi, cái nồi nhiều khi nó còn quý hơn vàng bạc nữa. Từ lúc mà Hen đậu qua hậu tới giờ, chú thấy con mình nó thay đổi điều gì không? Thay đổi nhiều. Thay đổi gì chú? Thay đổi gì chú? Thay đổi thì bố bên nay còn ít đi làm. Thay đổi về con cơ. Hà Hen có thay đổi gì không? Ba đang nói cái khác ở nhà. Kệ ba muốn nói gì ba nói, kệ ba nói hết đi. Thì bố mẹ cũng mừng, mẹ cũng sướng. Bố mẹ ít đi làm hơn tại vì con nó không cho đi làm nữa đúng không? Dạ. Rồi gì nữa? Rồi ba bố thì chỉ là đi có khách lên thì cứ đi uống rượu nhiều. Nói chung là sự thay đổi. Ủa Hen, không biết là em có một ý định là em làm một, ví dụ như là một cái lớp đào tạo người mẫu hay là một cái lớp đào tạo hoa hậu chẳng hạn đó, hoặc tìm kiếm những cái tài năng đó. Ngày trước á là em hầu như là làm những cái dự án về cộng đồng là chính. Những cái gì mà em cảm nhận hồi trước em muốn là hầu như là em làm những cái đó. Còn những cái mà sâu xa hơn giống như là các anh chia sẻ thì em chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà em mong muốn là cái tiếp theo em có thể làm đó là một cái thư viện. Có thể là lắp ở nhà em luôn để các bé có thể qua đây đọc sách. Còn cái đó là em chưa làm thôi. Còn ví dụ như là hồi trước em muốn làm đèn đường. Giống như hồi trước em có suy nghĩ là sợ ma anh, không dám đi học phụ đạo. Sao em nghĩ ước gì có đèn đường. Thì hồi thời điểm đó là em ước như thế. Nên tới lúc hoa hậu em làm đèn đường cho buôn của em. Anh đi buổi tối thì anh sẽ thấy là đèn đường ở trong buôn em sẽ sáng so với các buôn khác. Buôn khác thì em chưa có đủ chi phí để làm cả buôn khác. Xong rồi em làm dự án nước. Rồi em xây cổng buôn. Người em có một cái thói quen đó là thích đi múc nước ở ngoài suối. Không thích nấu nước hay là uống trà kiểu như vậy. Ví dụ ngày hôm nay là có anh chị nên là ba mới nấu trà mời anh chị. Chứ bình thường là sẽ uống nước suối, nước lọc. Nhưng mà ngày xưa thì nước suối
Em nghĩ là còn sạch, tinh khiết. Còn tinh khiết. Còn bây giờ là mọi người làm nông nghiệp ở trên, xong cái khoảng cách sạch đất xuống. Dạ. Em nghĩ là nó không có sạch, nó không đảm bảo vệ sinh nữa. Chắc chắn nữa. Rồi. Cái hình ảnh mà các cô gái đeo cái gùi rồi đi ra suối, trời ơi, dạ, nó đẹp lắm. Dạ. Em một chút nữa em muốn gùi nước đúng không? Đúng rồi. Em dắt chị đi với. Dạ, dạ. Hai chị em ra suối đi nghe. Rồi, chừng nào mà gặp Sơn Nam thì la lên để anh cứu hai đứa. Chú không biết là Quốc Thuận sẽ gọi chú là tên gì ạ? Thì Manen. Manen. Minen. Minen. Manen. Minen. Ủa nhưng mà là Minen là tên thật của cô ạ? Tên thật là Hưng Ơn nè. Ủa nhưng mà tại sao lại là lấy tên là Minen? Chưa có con thì mình cũng gọi là tên Y Kriliban. Dạ. Vừa có con thì lại thay đổi. Ừ. Kêu là tên con. Rồi mai mốt thì có cháu mình lại kêu Ai Gì. Nó có, ví dụ nó có giống như 3 phương án. Ừ. Một phương án một thì gọi tên. Yeah. Phương án hai á thì gọi là Ama. Ama. Phương án ba á thì gọi là Ai. Ai. Dạ ơi, thôi. Nói chung là phức tạp quá. À, chú ở nhà là thứ mấy? Chú hả? Dạ. Yeah. Thì thứ năm. Thôi giờ gọi thuần theo cái tiếng Kinh đi. Chú năm. Dạ chú năm. Nghe nó dân giả kìa nha. Dạ. Đây là con đường quen thuộc của em từ nhỏ tới lớn. Dạ, dạ. Chị sẽ thấy rất là nhiều bé. Hồi trước ngay cả bản thân em cũng vậy, hay đi gùi nước như vậy. Ừ. Mà gùi trồng cao lắm chị. Hồi trước là bé nào cũng phải là giống như khoe nhau thành tích đó chị. À. Sẽ trồng cái gùi nước cao thì cao luôn. Quê em là thường là nó sẽ có những cái suối. Cái này là được xây rồi này. À. Chứ bình thường là sẽ không có xây. Còn là cái này là đã cải tiến rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Để cho nó an toàn hả? Dạ vâng ạ. Cái suối này còn bởi vì đằng trước nó còn có rừng á chị. Còn những cái suối mà chẳng hạn như trong buôn của em á thì nó đã bị cây cà phê trồng sát quá rồi á, nó không còn là nước sạch nữa. Uống luôn hả? Dạ uống được chị ạ. Lạnh không vậy? Mát lắm. Em hồi nhỏ có bao giờ em tắm ở đây không? À, dạ có ạ. Hồi nhỏ là thường tắm này gội đầu nè. Em rất là thích đi với bà của em á, bà sẽ dùng cái nước vo gạo đọng lại ở dưới á để rửa mặt. Dạ không, mà để ủ đầu. Để ủ đầu tắm. Tới buổi chiều khoảng tầm là từ 3 giờ chiều bắt đầu mình sẽ gặp rất là nhiều người tắm ở suối. Chú Năm. Lúc mà Hờ Hen còn là học sinh á thì cái hoàn cảnh gia đình của mình lúc đó là như thế nào chú? Hờ Hen đang học đó thì hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, đi mượn đi vay để cho con ăn học, bố thì đi làm thuê. Có khi nào mà hoàn cảnh khó khăn quá là cô chú có ý định là cho Hờ Hen nghỉ học không? Chị như rèm sài gòn năn mới cầu lại cái làng chị như rèm tới 12 năn như cầu nào rèm sài gòn có lại mọc prắc ô sẽ từ rèm sài gòn yêu em prắc năn cầu lại như lại có cha rèm sài gòn nếu mẹ ta rèm nếu cầu lại cho chan linh nếu gồm mọc prắc ô hắn cầu lại tan nên cho chan nếu tôi lệ đã chẳng nộp hư vậy. Bố thì cũng nhắc Hen đi học ở Sài Gòn thì con có tiền thì cứ đừng có bỏ trong túi quần hay túi áo, mình sợ nghe người ta kẻ móc túi nhiều, bố mẹ cho tiền không được bỏ trong túi quần. Yeah. Rồi bỏ trong vớ đi sợ. Yeah. Sợ mất. À, đi xe lên lắc lắc lên Sài Gòn á. Nhưng mà có bao giờ mà Hen bị móc túi không? Mà như là sang ra tay rắc lắc tay mà móc prắc ô bật đồ như tôi bao như là prắc lụt băng lại anh chị. Nó rèm sài gòn đi để vai đi để vai rắc lắc bắt tô thì cọ để vai. Thơ của em là gắn liền với bà thôi hả? Dạ vâng ạ, tại vì mỗi lần mà đi suối mà muốn tắm là phải đi với bà. À, đi một mình là thường là bị nói á, tại vì tắm thường mọi người hay tắm tiên. Mình mà nhìn là sẽ bị nói. Giống như đi với bà thì có bà bảo kê, mình cứ hỏi cái gì cũng hỏi bà thôi. Bà bảo kê. Dạ. Với lại người thứ hai là ông của em. Ông em là một cái người mà bên em từ lúc nhỏ và chia sẻ em tất cả mọi thứ. Là một cái chỗ dựa mà lớn nhất của em luôn. Đôi lúc á em có cảm giác là ông vẫn còn sống với em á. Em chọn đi học á, nguyên mùa hè luôn là em chăm bệnh cho ông của em. Xong tới lúc mà em báo giấy bao nhập học vào Sài Gòn học á, xong em mới không có ở chăm bệnh cho ông. Xong một thời gian sau là ông mất. Nó làm em đau ơi là đau và luôn kiểu tự trách bản thân mình ấy. Sau lúc đó mình không có ở lại thêm một năm với ông. Rồi mình học trễ cũng được, đâu có sao đâu, học đại học thôi mà. Nhưng mà thời điểm đó mình lại kiểu sợ là mình mà bỏ một năm là đi học lại nó sẽ bị chậm với các bạn. Mình nghĩ như thế. Xong cuối cùng lúc đó em chọn đi học, kiểu em trách bản thân lắm. Với ông em nhiều kỷ niệm lắm. Ông em là người mà gọi là truyền cho em cái sức mạnh á.
chị rất là tò mò về cái tuổi thơ của em nó như thế nào. Dạ. Theo chị thấy những đứa trẻ ở trên những cái vùng cao như thế này nè, thì ngày xưa nha, là dường như là các bạn nhỏ bị thiếu rất là nhiều cái kiến thức. Dạ. Quan trọng là giai đoạn dậy thì cái giai đoạn đó đối với em nó như thế nào? Đúng như chị nói là khi mà tụi em sống trong cái môi trường này, chị biết hòa mình vào thiên nhiên thôi. Giống như em kể những câu chuyện đi theo ông bà, thì thường ông bà sẽ không có chia sẻ những cái gì mà cả vấn đề tâm sinh lý hay là vấn đề mà những người mà cô gái trưởng thành sẽ bước vào giai đoạn gì đó, không bao giờ kể. Và cho rằng những cái chuyện đó rất là kỳ, rất là ngại khi mà nói đến chuyện đó. Lúc mà em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì là tất cả mọi thứ đều ngỡ ngàng hết và sợ hãi, nhưng mà không thể hỏi ai được và mọi người không ai nói luôn. Có quan sát, có thấy hen có thay đổi, nhưng mà cả mẹ em hay là chị em là một người đã từng trải qua cũng không có nói em. Thời điểm đầu của em nó khó khăn lắm, em nhớ nó kinh khủng lắm, kiểu như là mình sợ hãi. Xong rồi em chạy vào vườn hết hồn không? Dạ có, cứ ngồi xuống dưới đất vậy nè, chị biết là ôm bụng và khóc thôi. Em biết là mình sẽ trải qua cái chuyện đó, nhưng mà không ai nói rõ là nó như thế nào và cái quá trình nó ra làm sao. Chứ em cứ tưởng tượng là nó sẽ giống như là mình đi ngoài á, mình chỉ cần ngồi toilet là hết. Em nghĩ là vậy nên là em đi ra ngoài vườn, em ngồi nửa buổi vẫn còn và nó hành 3-4 ngày, rồi bắt đầu ngày nào cũng khóc hết, cứ thay đồ liên tục như vậy. Nhưng mà em nhớ là cái thời điểm lúc đầu em bị là cũng là vào dịp hè á, nên em cứ ở nhà thay đồ hoặc là đi rẫy rồi về thay đồ liền. Nhưng mà em có quan sát là em nghĩ là không phải chị em đâu, mà rất là nhiều người phụ nữ ở quê của em khi mà họ lớn rồi á, mọi người cũng không có biết cách để giải quyết vấn đề đó. Bị khoảng tầm 3-4 lần sau đó em mới lén đi mua băng vệ sinh. Mua theo kiểu cũng rất là sợ hãi, đỏ cả mặt để đi mua. Mua xong á là dán cũng không biết dán, chị dán ngược lại, cái phần keo ở trên, cái phần không có keo ở dưới. Nhưng mà em có nói với mẹ không? Dạ cũng không dám nói, ngại. Hồi trước á là chưa bao giờ em tâm sự với mẹ chuyện gì cả. Tại vì thời điểm đó mẹ bận lắm, mẹ có 6 người con, mẹ lo đi làm rẫy rồi nấu ăn rồi chăm em, rồi mình là tự giải quyết hết mấy cái vấn đề mà mình gặp phải. Chỉ có sốt là nằm lì thì mẹ mới mua thuốc, ba chở đi mua thuốc, còn lại là tự trải nghiệm. Em đi chăn bò á, xong em bị té xuống sông á, xong rồi em bị gọi là chết ngộp hả chị? Bị đuối nước. Dạ em bị đuối nước. Về xong mẹ thấy mắt đỏ, mẹ hỏi hôm nay có bơi sông đúng không? Dạ không. Mà lúc đó là em bị đuối nước rồi. Nhưng mà khi mà về nhà vẫn giấu mẹ. Sao bị la. Bây giờ là em trưởng thành rồi, mình lá là một hoa hậu rồi. Em nghĩ là em có mong muốn những cái điều đó nó sẽ thay đổi không? Ở cái thế hệ sau này, mấy đứa cháu của em á, bắt đầu trưởng thành là em sẽ hỏi thăm. Nhưng mà các cháu của em thấy là cũng giống em ngày xưa, giấu, không nói. Xong rồi mình cứ nói kể chính bản thân mình trước, và giải quyết cái chuyện đó như thế nào và đã trải qua như thế sao, kể một cái chuyện hài của mình. Xong từ các con sẽ nói, mình sẽ dễ dàng chia sẻ những cái phương cách mình làm cho các con. Bây giờ ví dụ như với các cô gái ở trong buôn mình á, họ có dễ dàng hơn trong cái việc mà họ đi ra ngoài, họ mua những cái trang bị cho bản thân họ trong khi mà họ dậy thì? Bây giờ em thấy là đỡ ngại hơn một chút, tức là mọi người tự tin hơn, chứ hồi không có giống như hồi đó. Lúc mà Hà Hen còn đi học vậy á, thì cái sắc đẹp của Hà Hen có đẹp không? Đâu có đẹp, cũng vậy thôi. Cái lúc mà Hen là một thiếu nữ xinh đẹp, gia đình có muốn Hen lấy chồng sớm không? Nhớ như tôi học đây, nhà Hen nâng lớp 10 hay lớp 1 thầu còn lỡ tư này. Có là mẹ con Hen à, cô gia lại tục ôn. Anh có là tổng lại cái nhu, anh có là anh như mà chắc mẹ con có đây, chắc tục ôn có đây. Có phải ra, anh như là, có lập nhớ có bệnh như là bệnh tục ôn, mẹ con mà có mà bro. Tổng lỡ ar, có là nhưng mà là Hen đã có bao giờ đưa bạn trai về giới thiệu ba mẹ chưa? Không có. Cô với chú có sợ Hen bị ế không? cái đó thì chịu rồi, bố thì không biết nữa. Không, vậy là nghe xin ngại Huy Hen đã đó thì mẹ nói thì tùy theo Hen thôi. Tùy theo Hen lựa chọn. Cái đó thì tùy Hen với mẹ thôi. Còn bố thì ít khi nói chuyện với con cái. Tại vì bên chú á thì con cái lớn thì nói nó hơi ngại. Còn mẹ thì nói được. Thôi giờ vào chuẩn bị cơm nước. Chút nữa đợi Hò Hen với Ngọc Lan về thì cả gia đình mình sẽ ngồi ăn cơm với nhau. Đúng rồi. Hen, vậy thì tới khi mà em biết yêu thì như thế nào? Dạ, những người mà em thích trong trường lớp thì không bao giờ em nói. Nhưng mà có những cái anh mà thích em mà nói với mẹ em là mẹ em 100% sẽ nói em, Hen, mẹ thấy anh này được nè, mẹ sẽ đi hỏi cưới cho con. Tới lúc đó em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Xong mẹ mua mỹ phẩm cho em để em bôi cho em trắng, để em sớm có chồng. Tại vì lúc đó là
những người mà bằng tuổi mẹ em á, ai cũng có cháu hết rồi. Không bao giờ động viên là con đi học hay gì đâu, chỉ là anh nào thích ở trong buôn là bắt đầu là đi hỏi. Tại vì tục lệ của người ED là hỏi chồng. Thời điểm đó của em là em thấy là ám ảnh. Em từ chối như thế nào? Dạ em cứ không bao giờ mà kiểu như phản kháng theo kiểu dạ không, hoặc là ngồi nói chuyện tâm sự với mẹ theo kiểu là lảng tránh đi ra. Nói thật là tới lúc mà em làm hoa hậu em mới có được cái mối tình đầu tiên của em. Còn trước đó là dạng là thích mình crush người ta thôi á, chưa có kiểu là được có một cái tình yêu tuổi học trò hay là tuổi sinh viên. Khi mà em bứt phá ra, em đi xuống Sài Gòn, em đi học, em làm việc, và thậm chí là em có một cái cao hơn, đó là em đạt được cái vương miện cao nhất, đó là hoa hậu. Trong cái quá trình đó có lần nào mà mẹ cấm cản em không? Hầu như là mẹ đều cấm hết. Tức là mẹ không có gọi là ưu tiên cho cái việc học của mình hay là hỗ trợ một cách hết mình. Có những cái lúc mà mẹ bực hay là thấy tụi em mà kiểu khó khăn quá, cái thời điểm mà khó khăn quá kiểu như chắc mẹ cũng kiểu lo nhiều cái á, thì mẹ cũng hay nói những câu ví dụ như là nghỉ học đi, đừng có đi học nữa, tốn tiền quá rồi, nhà kiểu nhiều cái lo quá. Thì mẹ cũng có nói như vậy. Nhưng mà tới lúc mà em vào Sài Gòn rồi thì lại cũng lại hỗ trợ lo lắng lại. Lại có mình em vào Sài Gòn nè. Thời điểm đó em nhớ là ba chở em ra bến xe xong tự vào. Cái ngày mà ra bến xe chắc khóc dữ. Dạ không khóc chị. Ủa? Ủa? Tại vì em rất là sợ ma. Em sợ những cái không gian mà cây cối um tùm rồi đi trong bóng đêm. Nên là em tưởng tượng đến thành phố là đèn lấp lánh, em sẽ không có gì sợ nữa, nên rất là háo hức. Một hai ngày đầu trong Sài Gòn không nhớ nhà gì luôn, vui lắm. Tới ngày thứ mấy thì mình mới bắt đầu là mình cảm thấy mình nhớ gia đình và có những cái giọt nước mắt đầu tiên về mình cô đơn ở Sài Gòn. Dạ, cái lúc mà em bị tai nạn, cái lúc đó là đi xe ôm á chị, chú đó chở ba luôn. Mình không biết á, chú chạy trong cái hẻm mà chân em thì dài. Xong rồi chú lượn qua lượn lại vậy nè, tông vào một cái xe khác, chắc là do cái chân em thôi, cứ đung đưa vậy nè. Xong rồi quẹt một cái xe phía trước á, cái rách cái quần em, xong cái chân em đụng vào nó còn hơi đau nhất một tí. Xong rồi nó rách hết nguyên cái mảng quần của em. Xong lúc đó em khóc, thấy sợ hãi, xong rồi bị cảm giác kiểu tổn thương. Xong rồi có mấy cái vụ mà lúc mà sinh viên á, cứ có mấy cái chú mà kiểu lớn lớn, xong rồi cứ dí mấy đứa nhỏ hỏi thăm rồi rủ rê này kia, mà mỗi lần là em sẽ chạy lảng qua đường bên kia để tránh, tại vì sợ bị giật túi nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy á, trở về nhà hay khóc. Có cái lần nào em sợ quá và em gọi về nhà em tâm sự với ba mẹ? Hầu như là không chị ạ. Em sợ là kiểu nói như vậy mẹ sẽ nói là thôi con về đi á. Thờ nghe câu đó kinh khủng luôn. Trong thời điểm sinh viên á, cũng có một anh thích em á. Có lần đó là em có kể với mẹ thôi, mẹ ơi ba ơi có người thích con. Rồi sao nữa? Ba thì có vẻ là không thích lắm. Khi mà em đi học rồi thì ba lại muốn em học. Còn mẹ thì sau khi em trở về quê thì tự đi tìm hiểu anh đó là ai. Xong ra tới buôn người ta tặng gạo. Mẹ em lúc đó là vẫn cứ nghe em có người yêu là chỉ muốn hối cho em cưới thôi, trở về nhà và cưới. Nhưng mà đó là người cũng là cùng người quê luôn. Dạ, người đây luôn. Có bao giờ mẹ nghĩ là nếu như mà em có một người yêu là người kinh thì sao? Mẹ bảo em là con sau này đừng có yêu người kinh nha. Sao vậy? Mà con nói gì mẹ cũng không hiểu đâu, mẹ chỉ ngồi cười thôi, nên là con đừng có yêu người kinh. Thì ra là chị sợ là nói chuyện không hiểu thôi. Vâng, nên chị không hiểu. Mẹ trải qua nhiều cái mà khổ quá. Khi mà mẹ sinh được em ra là tức là ví dụ như sáng sinh thì chiều đã đi hái rau, đi ra ngâm ruộng này kia rồi á, nên mẹ kể những cái thời điểm đó mẹ thấy buồn. Từ khi mà em đăng quang tới bây giờ là mẹ có thay đổi cái suy nghĩ về cái đứa con gái này hay không? Dạ em thấy là có, ví dụ không thấy nghe mẹ hối em lấy chồng nữa. Bây giờ mẹ lại sợ nghe em có người yêu, sợ dư luận. Ôi trời, nói chuyện với em chị thích quá em ơi, mà chị đói bụng quá, chị đi vô cho ăn, mình vô ăn cơm. Dạ vâng ạ. Cái bữa cơm của mình là hôm nay là làm món gì chú ạ? Món cà đắng, hai thì qua đu đủ với lá mì, xào với cá khô. Dạ, dạ. Còn cá mình nấu với sườn heo. Rồi. Đây nè, nấu với thịt. Cô chú có hay vô trong Sài Gòn chơi không? Hồi trước kia vô bên đây nghe nó dịch cũng vậy. Qua không rồi? Không có, bị cái gai nó đâm. À đúng rồi đó, cà đắng phải có gai. Và gai nó đâm thì nó nhức phải không? Dạ đây để xào với đu đủ đực. Ừ, đu đủ đực.
tiếng đây là gọi là sao chú? Nga hung cano. Nga hung cano. Nga. Nga. Cano. Cano. Cái món ăn mà Hờ Hen thích ăn nhất là món gì chú? Thì cá đáng giả. À vậy hả? Em trăng hoặc là băng. À được rồi đó, nát rồi đó. Rồi nát chưa? Rồi bây giờ làm xong cá nó vàng vàng lên vậy nè. Rồi cái mình xả vô mấy cái đồ mà nãy giờ cái hỗn hợp mà Quốc Thuận với chú như hồi nãy giờ giả đó. Rồi mình xả vô đây cái nha, bảo đảm thơm. Món gì không mà wow. Trời ơi, sao em tôi biết được? Cái ánh mắt của cô là cô chỉ biết có cái món trứng này thôi. Lỡ nha, em cũng biết luôn này nè. Món gì? Cái này là heo gác bếp. Rồi bây giờ tôi đố cô nè, món này món gì nè hả? Cái này là nín, nín rồi. Rau. Nín rau rồi. Rừng. Bí cái đầu thành rau rừng. Đây là món bông đu đủ đực xào với cá khô và lá củ mì. Đúng không ha? Dạ đúng rồi. À, đây là món đặc sản ở đây nha, cà đắng dặm. Dạ, cà đắng. Còn này là cá khô ăn với ớt. Và con cá này đó, em đoán coi nó nằm đâu? Dạ này nó ở dưới sông. Sai. Dưới suối. Ở suối, đúng không? Dạ, ở chợ, ở chợ. Ở chợ. À, đây là một cái bữa cơm đậm chất văn hóa của người đồng bào ở đây. Dạ, mày con mời cô chú dùng cơm, mời bé Hành dùng cơm. Ngày mai Hoa, anh Quốc Thuận với chị Ngọc Lan dùng bữa ạ. À. Dạ. Mời mẹ kìa, mẹ không biết ma hoa. Mít ma hoa. Đây có phải là món em khoái ăn nhất không à? Thì những cái món được trình bày ở đây, từ cái này là hơi mới đây mới có thôi. Còn những món này là món quen thuộc của em. Vợ, kể từ ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ cho con gái mình ăn những món này nghe vợ. Để khoảng chục năm nữa nó thi hoa hậu nha. Phải có một cái ly sữa voi ở đây nữa. Chị hỏi nè. Dạ. Khi mà em về em quyết định em xây nhà bên kia là chắc chắn là sẽ có cái sự không có hiểu ý nhau của em với lại phụ huynh. Có giận nhau không? Dạ không ạ. Ba mẹ thì sẽ hơi hoang mang. Tại vì lúc đó là đập cái nhà sửa lại mà. Sợ là bị sập nè. Sợ là đập xong cái hư luôn cái nền móng mà của ba mẹ. Thời điểm đó em nhớ là ba mẹ đã góp từng cái mùa bắp á. Trước khi trồng được cà phê á, thì là chỉ trồng được bắp với đậu thôi. Chưa có biết làm kinh tế. Đã dành tiền từ đó rồi á. Mẹ rất là ít khi nào mà đưa tiền lẻ cho con đi học này kia các kiểu á. Để mẹ gom luôn gom và tiết kiệm một cách hết sức có thể luôn. Đồ ăn là chỉ có mua rau, cà rồi những cái món này thôi à. Lâu lâu mới được ăn những cái món gọi là sơn hào hải vị một tí. Ví dụ có cá này đi mua này, tốn tiền này, hay là gia vị. Đó, ủa em đang kể khúc nào ta? Mình đi vòng tới đây được. Hồi xưa cực á. Nên là mẹ dành tới lúc mà mẹ xây cái nhà kia rồi á. Nói chung là sắp sửa xong rồi nhưng mà hết tiền. Xong rồi gỡ cái dây chuyền cuối cùng. Em đã nhớ cái cảm giác mà chở mẹ đi đi bán vàng. Bán vàng ngày đó. Mẹ rất là buồn ngồi sau lưng á. Giữa một cái buổi chiều mà em chở mẹ hả? Dạ vâng ạ. Em học lớp mấy? Lớp 10. Xong rồi mẹ bán cái vàng đó để sửa thêm nhà. Nhưng mà sửa xong em thấy là bán cái vàng nó vẫn không có đủ. Cuối cùng là vẫn đi vay ngân hàng. Là cái nhà mà hiện giờ em đã xây lại. Dạ vâng ạ. Nên là Hen vẫn giữ y nguyên cái nền đó. Anh thắc mắc nha. Tức là ông bà của em á là cái gốc là hồi đó là sinh sống ở tại đây luôn. Dạ. Hay là ở trong xa nữa? Hồi xưa là ba mẹ em ở trên rẫy. Tại vì em có một chị lớn là mất rồi. Ở trên rẫy đó cứ bệnh tật hoài luôn. Chỉ có ông bà là ở trong buôn thôi. Xong rồi ông bà mới gọi ba mẹ về lại trong buôn ở. Dạ. Hồi nãy em có nói chuyện với ba em á. Dạ. Đến một cái chi tiết thì nó ngưng, không biết tại sao ngưng. Tức là lúc đó là em đi xuống Sài Gòn học. Dạ. Thì ba mới nói là sợ là em nếu mà em để tiền trong túi thì sẽ bị móc túi. Dạ. Thì mới nói là để tiền ở trong đôi vớ. Thì có bị móc tiền ở trong vớ không? À, em có một đôi giày. Giày đó đối với em quý lắm tại ông em mua cho em. Xong rồi bảo là để tiền vào đôi giày đó. Nhưng mà không may khi mà lên xe á chị, lại là xe giường nằm, người ta bắt cởi giày ra. Thì cởi giày ra thì tiền nó ra hết. Em phải lấy cái tiền đó bỏ lại vào vớ. Thì mẹ chỉ em là bỏ vào giày thôi, không có chỉ tới cái giai đoạn là bỏ vào vớ. Tức là em nói rằng mẹ phần đồ là em tổ vào xe nằm. Ờ, cần làm thua ta thằng lực bạc của chỗ A. À rồi. Tại vì cái đó là mẹ chỉ cho em, bây giờ em mới quay lại hỏi mẹ tại sao mẹ hồi đó chỉ như thế. Mẹ bảo là mẹ kinh nghiệm, mẹ đi mua mê thuộc. Tức là mẹ đi chợ hồi trước cũng hay bị móc túi. Ừ. Mẹ chỉ cho cái cách cảnh giác. Hỏi ba, cái lúc mà Hen mình thấy con gái mình bước lên xe lần đầu tiên nó đi ra một cái thế giới rất là rộng. Lúc đó là cảm giác của chú như thế nào?
thì cảm giác chú thì thấy con sợ, xong con lên xe thì bố cũng chờ đó, xe chưa chạy á. Hè nói bố về đi, con về lên được rồi, bố lại dặn con đi xe coi đồ trong đó. Đại khái là ba không có lo sợ em, lo mất đồ thôi. Ba chỉ sợ mất. Trong 2 năm nhiệm kỳ của em á, em càng ngày càng hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn, là cũng là một phần mẹ động viên. Nghe em chia sẻ làm cái gì đó là mẹ sẽ hỏi thăm là cái dự án đã làm tới đâu rồi, phải nhớ là làm nha. Thậm chí á, có những hoàn cảnh ở trong buồn, có những người bệnh ấy, mẹ sẽ gọi điện, con ơi, nhà này bị bệnh nè, mẹ tới thăm nha, mẹ đưa 10 triệu nha, 20 triệu nha hay gì đó. Mẹ tự nói mẹ mong muốn làm điều đó luôn, mẹ mong muốn giúp luôn. Đôi khi là có mấy cô, mấy chị trong buôn á, mấy dì bạn của mẹ mà khó khăn, muốn vay tiền trả nợ ngân hàng gì đó, mẹ tự gọi điện cho em năn nỉ, hẹn ơi cho cô này vay nha, cô đang thiếu ABC gì đó. Mẹ dễ thương lắm, cái chuyện mà cho ai cái gì đó mẹ hay lén lén. Dạ. Thơ, anh biết nãy khi mà trò chuyện với Hen, em biết rất là nhiều những cái câu chuyện của tuổi dậy thì, những đứa trẻ ở trên cái vùng như thế này nè, thì lại không có kiến thức về để chăm sóc cho bản thân trong cái lứa tuổi dậy thì, mà lại không thể chia sẻ được với ba mẹ, bởi vì ba mẹ thì quá bận đi. Nó mà không dám chia sẻ là cũng vì ngại mắc cỡ, nên là những cái ngày đầu khi mà bạn này bạn dậy thì á, nó có những cái câu chuyện mà mình thật sự mình rất là xót ruột. Thì có lẽ là từ đó đó mà khi mà Hen có được cái điều kiện để mà hỗ trợ, là Hen sẽ làm những cái điều mà trước đây mình không có, trước đây mình thiếu và trước đây mình mong muốn. Mà thật sự là không phải là chỉ có những bạn trẻ mới lớn ở những cái vùng cao này đâu, mà ngay cả những vùng đồng bằng hay là ở những vùng quê hay ngại ngùng khi mà chia sẻ với cha mẹ. Đúng rồi, kiểu như là một phần là có thể là hoàn cảnh, hoặc là một phần cũng văn hóa nữa. Rất là ngại, đó là lý do anh hỏi cái câu hỏi là Hen có khả năng gì không, năng khiếu gì không. Ba mẹ sao không biết? Không biết đúng không? Tại vì thứ nhất là cũng không có thời gian nói chuyện với em, và bình thường thì em cũng không bao giờ thể hiện những cái điều đó, nên là hầu như là cha mẹ sẽ không có hiểu con nhiều. Nhưng mà bây giờ hiểu chưa? Dạ, bây giờ hiểu sương sương rồi ạ. Bây giờ anh mới hỏi ngược lại nha, Hen đã hiểu hết tất cả những gì ở mẹ và ở ba mình chưa? Dạ, em nghĩ là cũng hiểu khá khá. Tại vì chú á thì ít nói chuyện với con cái, chỉ mẹ thôi. Bây giờ hỏi cô nè, hồi xưa là cô sợ Hen lấy chồng người Kinh, có bạn trai người Kinh. Vậy thì bây giờ cô còn sợ điều đó không? Không. Dạ. Thế là mình lâu khi cái tục ông doanh hôm nay từ có màu cây doanh trăng khi mình lại nữa. Tùy theo con, mẹ cũng không biết nói gì nữa. Sự nghiệp em cũng đã có rồi, dạ. Thành công em cũng có rồi, xây nhà cho ba mẹ em cũng đã làm rồi. Vậy dạ, thì bây giờ cái điều gì em cảm thấy là mình còn chưa làm được cho ba mẹ, và em mong muốn làm điều đó? Mong mỏi lớn nhất của em đó là ba mẹ luôn khỏe, và nhất là mẹ. Mẹ không chịu đi khám, đi bệnh viện để khám, bởi vì sợ các loại máy. Mẹ chỉ uống những cái thuốc mà liên quan đến cái cây thôi á. Còn rủ mẹ đi khám để biết bệnh, để mình có những cái cách điều chỉnh về dinh dưỡng. Nhưng mà mẹ không có chịu đi. Thì em mong muốn là mẹ em được khỏe, đi khám để mà biết những cái bệnh của mình, làm mọi cách luôn. Thậm chí là đi bệnh viện khám ngồi chung luôn, nhưng mà mẹ cũng sợ và không chịu khám những cái dụng cụ mà liên quan đến máy. Nhận cái khúc đó thôi, còn lại là mẹ rất là tuyệt vời. Ba cũng như thế. Thế còn ba thì sao? Dạ, ba thì đang rất là hạnh phúc. Ba là cái đam mê của ba là bạn bè về đây chơi xong ngồi uống rượu ngâm của ba là ba thích rồi. Anh có một cái điều này mà anh muốn hỏi Hen nha. Dạ. Em chia sẻ là hồi nhỏ đó em không có cơ hội để mà nói chuyện với ba mẹ mình. Dạ. Và ngược lại, ba mẹ cũng vì công việc mà cũng ít có quan tâm, cũng như chia sẻ và biết được cái sở thích, không đồng hành với em trong cái sự trưởng thành của em. Dạ. Vậy thì có bao giờ em cảm thấy em buồn ba mẹ không? Dạ, thời điểm đó thì không. Tại vì sưởi ấm em lại, cái thời điểm đó là có ông ngoại của em. Ông ngoại em là một cái người lại bên cạnh em, giúp em có những cái ước mơ, hay là cho em kiểu như bay bổng hơn trong cuộc sống. Anh xin được bày tỏ một cái lòng ngưỡng mộ dành cho em. Bởi vì em đã làm được rất là nhiều điều cho cộng đồng, cho những người khó khăn. Một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Và chị thay mặt cho chương trình gửi tặng cho em với là gia đình một cái phần quà. Đây là cốt bún bò Huế, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ vâng, em cảm ơn anh Quốc Thuận, cảm ơn chị Ngọc Lan, cảm ơn chương trình đã ghé thăm gia đình của Hen, cũng như là nghe những cái câu chuyện về gia đình. Đây có lẽ là những cái bài học của rất là nhiều các trẻ em vùng cao về chuyện mà gia đình với lại người thân của mình rất là khó khăn trong vấn đề chia sẻ. Bên cạnh đó là muốn gửi gắm cho ba mẹ những cái mà gọi là vui nhất. Em nghĩ là cũng rất là nhiều người cũng chung suy nghĩ với em và chung cảm xúc của em. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:40 trên kênh HTV9 vào thứ bảy hàng tuần. Bây giờ thì Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình của bạn Hen xin phép được chào tạm biệt. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không?
Dạ, dạ có. Giống nhau quá luôn á. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Ở hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Dạ. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về gì? Mỹ phẩm hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp. Chị làm như là bây giờ đó là bán nó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó em. Bởi vì đó, hỏi vậy để chị Dân nói đó. Dạ. Ok mà em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, hiện bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ. Công việc dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook rồi trang bay. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần quần đùi với cái áo lót áo phông á. Dạ thì và là áo thun. Áo thun, áo thun. Dạ. Áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Dạ. Là tròn trịa với đi cái đôi giày đốc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ, búp búp mà xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê. Xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi. Thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Nói chung là không có ấn tượng gì hết. Thấy ôm nhòm nhắc à. Nhòm nhắc rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn, đi theo là nhỏ bạn. À đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia đúng rồi, đúng rồi. Trời mắt mới gì mặt sọt chi làm cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Bữa đó không để... không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng búp. Dạ. là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó đó thì chắc sau... chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi chơi. Đi chơi hát karaoke, hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì à. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa. Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui. Dạ đúng, đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ? Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi. Chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh ấy chạy xuống quận 9. Tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về.
Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi, thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này rồi. Mà lúc đó nha, máu đi xong đúng không? Dạ, máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á, lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc khi phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Dạ, đài đẹp cho hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Ê, đó, thì sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực ngang. Chắc dạ, té xỉu khô luôn. Máu. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn em phát hiện. Nhưng mà Không có phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại, cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện thì không đi. Nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài đó này. Thấy nhộn nhạt mình thấy cái gân ổng ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mà ổng cắn rồi đúng không? Trời lúc đó cũng trời ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn. Đúng rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ông nhầm ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu á. Sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ. Lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Về lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, là sau đó là gì? Nhau. Dạ, mấy 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 năm rồi. Ừ. 12 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao lâu? Cái đồ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái đó mình cũng bất ngờ. Hôn lén mà đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi làm gì luôn. Bà dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bà không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng. Hai người nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết, nói chung là quen nhau thì gia đình biết,
Nhưng mà cũng không có biết là sống thử, nhưng mà gia đình em thì rất là thương, thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Ừ. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Thì em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Không, chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không, không có được không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không ngủ ngày được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau ôm nhau rồi này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường gì nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chứ có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho, trời ơi nó không có thương mày đâu. Là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em thì bảo vệ em xém đánh nhau với bạn luôn. Ừ. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Ừ. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Ừ. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy? Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Em có ý chủ động. Bữa nay không cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re là làm gì làm cũng tấy ma tấy máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Là sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó vô thấy mà làm im re liền. Làm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi. Có sự cố xảy ra thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Có bầu. Là đêm nào cũng là đêm nào cũng đụng chạm luôn đúng không? Đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt gì. Như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cày đêm cày liên tục. Trời như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ bảo cưới. Dạ, bác sĩ bảo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Ừ. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Ừ. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Ừ. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Ừ. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Ừ. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa. Ừ. Là không được đi là sẽ có tội. Ừ. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em. Nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm.
Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi, hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi, chứ cũng không có phải là quá quá lo lắng. Còn rồi bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa, ba đứa rồi, yeah. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai, con trai thứ hai con trai luôn nè, thứ ba là con gái. Dạ. Ngon rồi. Dạ may mắn lắm may luôn, thật sự rất là may mắn luôn á. Em nhưng thấy mà, có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, dạ bé gái. Bé gái tên gì? Dạ tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối Bối An Nhiên đó, là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, nhỏ. Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay em đang có dẫn bạn này không? Dạ không. Có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Chắc nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn kem đi, nghe em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đang đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lên luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đập mình hứng đó, qua cản đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Không, chạy không quát thì chắc nó cũng biết sai. Tại trời quá rồi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết rồi. Bỏ rồi. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm đó. Hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Thì sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa. Xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy. Bây giờ mong muốn em thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á. Mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì.
chồng em có tính như vậy là em thích cái gì để cái gì là cứ cầm tiền đi mua, nhưng mà không có, bây giờ em đâu có thích vậy đâu, phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng nói mà là bất ngờ mà bất ngờ là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản nữa, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em không có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn nữa. Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày, dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ, nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Dạ, hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nỉ là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Rồi dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng không? Dạ. Thì ở xa đâu cũng đi hết á, anh ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Cái đó thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la? La chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? Có. Có, bố nó giận luôn. Bố nó giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em hạt đó. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mày lại như vậy? Mày không được la ba của con. Tại sao mày la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bảo bối của ba mà. Của ba, bảo bối mà. Rồi sao nữa? Thì hay giận hơn nè. Anh mua đồ ăn về mà em đùa tí. Bảo anh đi không nó ngồi á. Anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Rồi nhà công việc nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này rất là hết luôn. Không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon, nhưng mà ít nấu thôi, nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Thôi em ước đi. Ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em là... không muốn nói phải giúp bà một. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn. Thì trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt, nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là cái máy giặt hư. Mình dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu 13. Trời đất ơi,
giặt tay á, nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không, không có cái gì hết ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng tay hả? Thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất, hư cái bàn tay. Người ta hạnh phúc với công việc của người ta.